cảm giác sẽ thế nào khi đứng bên cạnh hai vị đầu bếp có sao Michelin, đồng thời còn là giám khảo Top Chef của Việt Nam và Thái Lan, và có cả nhà hàng nằm trong danh sách 50 nhà hàng tốt nhất châu Á. Lưu rất vinh dự khi được Chef Peter mời đến thưởng thức menu đặc biệt được chế biến bởi Chef Peter cùng đội ngũ nhà hàng Ăn Ăn và Chef Bam cùng đội ngũ nhà hàng Poton đến từ Thái Lan. Món đầu tiên, sò điệp caviar, được đặt trên vỏ bánh giòn, hương thơm có vị rau mùi, hậu vị sẽ có hơi cay một tí. Thì món hàu cho mình một sự kết hợp lạ lẫm với phần nước sốt tựa như là một hỗn hợp với nước mắm chấm ống luộc. Cuốn ba miền sẽ cho các bạn cảm giác phiêu du khắp đất nước Việt Nam. Còn thành phần chính của món ăn này là mousse bắp. Tỷ lệ nấm truffle cho vào đây cũng rất vừa đủ, béo, mịn và thơm là những gì có thể nói về món ăn này. Còn đây là cháo cá phiên bản được nâng cấp, cá nướng thơm mùi khói, caviar sẽ tạo độ mặn nhẹ, phần cháo sẽ có kết cấu mịn màng và hậu vị béo từ lòng đỏ trứng. Điểm nhấn cho hương vị phải kể đến món này, một hậu vị cay thấm và đồng lại rất sâu. Phần thịt có độ dai và được nêm nếm rất ổn, lớp vỏ bên ngoài sẽ được làm từ bong bóng cá, tổng thể cho ra một hương vị rất là lạ lẫm và thú vị. Nguyên liệu chính là cá kinmidai và được chế biến thành hai kết cấu khác nhau, khi bên dưới sẽ là lớp thịt cá mềm ngọt thì bên trên da cá sẽ được chiên giòn rụm. Đầu bếp cũng đã sử dụng mắm cabi để làm sốt cho món ăn này. Về hương vị thì cũng được gia giảm gia vị nên cũng tạo ra độ cân bằng giữa hương thơm và hương vị của món ăn. Khi trong xuyên suốt các món ăn đều có quá nhiều vị béo thì món ăn này lại là điểm sáng, từ vị thanh cho đến vị ngọt đều rất vừa đủ. Thịt gà mềm và những nhá nhẹ từ độ béo của trứng gà non kết thúc với hai món tráng miệng. Set menu này thật sự no hơn những gì mà lưu tưởng. Dành cho bạn nào chưa biết thì Ăn Ăn là nhà hàng đầu tiên cũng như duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh đạt một sao Michelin. Và nếu như có dịp, hãy đến đây trải nghiệm thử các món ăn Việt Nam được nâng tầm lên sẽ như thế nào nha. Còn set menu mà hôm nay Lưu giới thiệu đến các bạn thì chỉ bán duy nhất một ngày và dành cho các khách VIP cũng như các khách đã đặt trước. Nên nếu như các bạn muốn thưởng thức các set menu đặc biệt đến từ các đầu bếp nổi tiếng thì có thể theo dõi thêm các thông tin tại nhà hàng Ăn Ăn nhé.